Dải Gaza bị bao vây, gặp thách thức rất lớn trong việc tái thiết. Tin từ Gaza City, Palestine. Sau 50 ngày chiến tranh, dải Gaza là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới, đã gần như hoàn toàn đổ nát, nền kinh tế đang bị Do Thái và Ai Cập phong tỏa, nên ở trong tình trạng khó có thể tái thiết. Để xây dựng lại nhà cửa, trước hết cần phải có hàng tỷ Mỹ Kim và Do Thái phải cho phép đưa vật liệu xây cất vào dải đất. Trong chiến tranh, mỗi tuần trung bình có 30 tấn xi măng được đưa qua dải Gaza. Hiện giờ ước tính cần phải đưa Gaza 10.000 tấn xi măng một ngày trong thời gian là 6 tháng tới. Nhà kinh tế Maher Al-Tabaa nói với báo chí quốc tế rằng để xây dựng dải Gaza cần phải mở cửa tất cả các cửa cổng thương mại và cho phép đưa mọi vật liệu xây cất gồm có xi măng, sắt thép và đá vô Gaza mà không bị gặp giới hạn trên căn bản hàng ngày ít nhất một năm. Ở thị trấn Sheja nằm gần biên giới Do Thái, nhà cửa và nhà máy đã trở thành những đống gạch vụn. Mùi hôi thối của rác rưới thối rữa bốc lên không khí. Ngoại trưởng Na Uy Bo Brandy thăm viếng dải Gaza trong tuần trước nói rằng nhiều nơi ở Gaza bị tàn phá không thể tưởng tượng được, giống như đã trải qua một trận động đất rất mạnh. Chính quyền Palestine ước tính là cần phải có 7.8 tỷ Mỹ Kim để tái thiết dải Gaza. Có khoảng 18.000 căn nhà, ít nhất 3 tòa nhà chung cư 14 tầng, đường xá, trường học, cầu cống, bệnh viện và nhà máy điện duy nhất trong vùng phải xây cất lại. Nhà máy điện trước chiến tranh chỉ hoạt động được 50% vì thiếu dầu, hiện giờ thì bị hư hại chỉ hoạt động được 6%. Mất điện ảnh hưởng tới việc cung cấp nước và hệ thống ống cống. Dải Gaza chỉ có diện tích khoảng 360 cây số vuông, nhưng có dân số khoảng 1.8 triệu người và đa số dân chúng sống nhờ vào sự cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng nhà ở Mufiyet al-Hashnia nói rằng, ngoài 18 căn nhà bị hoàn toàn phá hủy, còn có 40.000 căn nhà và 200 ngôi đền bị hư hại nặng.